Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Bảy ngày 20 tháng 6 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin vụ Hồ Duy Hải, ông Nghị rau muống, cố bênh vực cho Nguyễn Hòa Bình. Chiều ngày 19 tháng 6 năm 2020, Tổng Thư ký Quốc hội Việt Nam Nguyễn Hạnh Phúc cho biết sau khi Ủy ban Tư pháp Quốc hội có ý kiến, Quốc hội sẽ có quan điểm chính thức về vụ án Hồ Duy Hải. Sau khi Ủy ban Tư pháp họp, đến nay Ủy ban này chưa có báo cáo kiến nghị gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ông Phúc cho biết sau khi Ủy ban Tư pháp có báo cáo, Quốc hội sẽ có quan điểm của mình. Và trước đó vào ngày 16 tháng 6 năm 2020, Ủy ban Tư pháp Quốc hội đã họp phiên toàn thể thảo luận về quyết định giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao. Đây là hình ảnh đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng nêu ra trước Quốc hội Việt Nam rằng chưa bao giờ thấy niềm tin đối với nền tư pháp của Việt Nam thấp như bây giờ. Đa số các phát biểu của Ủy viên Ủy ban Tư pháp trong cuộc họp nhận định những vi phạm trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử vụ án Hồ Duy Hải là nghiêm trọng, có thể làm thay đổi bản chất của vụ án. Do vậy, họ đề nghị xem xét lại quyết định giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải. Tuy nhiên, có một vị phó trưởng ban dân nguyện của Quốc hội lại kiến nghị theo hướng duy trì án tử hình cho Hồ Duy Hải, đó là ông Nghị rau muống Đỗ Văn Đương. Ông Đương cũng đã gửi đơn đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, đến Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng và gửi đến Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình. Nội dung đơn thư của ông lặp lại y nguyên các nội dung mà ông Nguyễn Hòa Bình đã trình bày và ông kết luận rằng Hồ Duy Hải có tội và đề nghị xử lý nghiêm khắc Hồ Duy Hải. Ông Đỗ Văn Đương là tiến sĩ và là phó trưởng ban dân nguyện của Quốc hội, mặc dù ông không phải là đại biểu Quốc hội Việt Nam ở khóa thứ 14. Ông là một trong 15 người được Trung ương giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14 vào năm 2016 ở thành phố Hồ Chí Minh nhưng đã thất cử. Với trọng trách cụ thể là đại diện cho nguyện vọng của người dân, ông Đương lại đề xuất ý kiến ngược với ý kiến của đa số dư luận về quy trình tố tụng đầy rẫy sai trái đến mức ngớ ngẩn mà lại tước đi mạng sống của con người. Chưa kể rằng những sai phạm ngớ ngẩn của cơ quan điều tra vì vật chứng rõ ràng là cố tình làm sai lệch hồ sơ vụ án. Tuy nhiên, ông Đương dù là tiến sĩ luật lại hầu như không nhận thức được vấn đề này. Và ông Đỗ Văn Đương cũng được biết đến, từng là một đại biểu Quốc hội ở khóa 13 và từng nổi tiếng với rất nhiều phát ngôn gây sốc trong và ngoài nghị trường. Đây là hình ảnh ông Đỗ Văn Đương, tiến sĩ luật học, đại biểu Quốc hội khóa 13. Một đĩa rau muống xào ở Thượng Hải tới 200.000 đồng nhưng ở Việt Nam chỉ có mấy chục nghìn. Ông Nghị Đỗ Văn Đương đã phát biểu về tình hình lạm phát tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 13 như vậy. Từ đó, nhiều người gọi ông Đỗ Văn Đương với cái tên ông Nghị rau muống. Thực chất, luật sư ở Việt Nam chỉ bảo chữa cho những người có tiền. Trả lời báo chí bên lề hành lang Quốc hội vào ngày 27 tháng 10 năm 2014, ông Đỗ Văn Đương, đại biểu Quốc hội, đoàn Thành phố Hồ Chí Minh nói rằng thực chất luật sư ở Việt Nam chỉ bảo chữa cho những người có tiền. Và sau phát ngôn này, đại biểu Quốc hội Đỗ Văn Đương đã bị nhiều luật sư yêu cầu xin lỗi vì đã thoá mạ nghề luật sư. Tuy nhiên, ông đã không đính chính hay rút lại phát ngôn của mình. Và phạm nhân Việt Nam còn sướng hơn sinh viên thời xưa cũng là phát biểu về tờ trình Quốc hội về việc phê chuẩn Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô đạo hoặc hạ nhục con người. Và quyền im lặng không phải là quyền con người. Trong chương trình sự kiện và bình luận của VTV trả lời phỏng vấn về vấn đề này, đại biểu Quốc hội Đỗ Văn Đương, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khẳng định quyền im lặng không thể đưa vào trong luật. Và không đồng quan điểm với ông Đương, luật sư Phan Trung Hoài lại cho rằng quyền im lặng đối với những bị can, người bị tạm giữ, người phạm tội là xuất phát từ quyền cơ bản của con người. Đây là hình ảnh 17 trên 17 vị thẩm phán của Tòa án Nhân dân tối cao đã biểu quyết tán thành tuyệt đối tỷ lệ 100% cho việc y án tử hình Hồ Duy Hải. Do vậy, đây không phải chỉ là yêu cầu, mong mỏi của phía luật sư hay bản thân phía bị cáo, mà còn đó chính là những điều hiến pháp quy định. Ông Phan Trung Hoài cho biết thêm như sau. Người bị tình nghi phạm tội, bị bắt, tạm giữ hoặc bị can, bị cáo phải nhận được sự trợ giúp pháp lý ngay từ đầu. Vì vậy, chính quyền im lặng sẽ cho phép thể hiện trên thực tế mà họ có quyền chờ luật sư trước khi cơ quan điều tra tiến hành thẩm vấn. Về hành động của ông Đỗ Văn Đương đối với Hồ Duy Hải, luật sư Trịnh Vĩnh Phúc nhận định dạng như sau. Ông Đỗ Văn Đương muốn giết Hồ Duy Hải. Luật sư Trịnh Vĩnh Phúc bình luận tiếp về nội dung lá đơn của ông Nghị rau muống Đỗ Văn Đương như sau. Một văn bản đầy ngụy tạo và ngụy biện, vội vã gửi lên các vị lãnh đạo của Đảng và Nhà nước nhằm lập công và chặn đường kêu oan, bít con đường sống của Hồ Duy Hải.
một văn bản của kẻ có cơ hội nhân danh cơ quan dân nguyện, tức là phản ánh nguyện vọng của người dân, chống lại dân, lập lại báo cáo đầy tính chủ quan và áp đặt của người chủ trì cuộc họp quyết định số phận của Hồ Duy Hải. Và cũng lưu ý rằng văn bản được ông này gửi đến nhiều nơi nhưng tránh gửi đến Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Ủy ban Tư pháp Quốc hội, đề cập đến việc cùng tham gia đoàn giám sát với bà Lê Thị Nga nhưng né tránh văn bản báo cáo của bà Lê Thị Nga. Nhà báo Nguyễn Đức ở Việt Nam cũng bình luận cho rằng ý kiến như sau: ông Đương là phó ban dân nguyện Quốc hội nói càn vụ Hồ Duy Hải. Đây là hình ảnh thẩm phán Lê Quang Hùng, chủ tọa phiên tòa sơ thẩm xét xử Hồ Duy Hải, đã có mặt tại buổi thực nghiệm hiện trường vào ngày 20 tháng 8 năm 2008, mặc dù hồ sơ còn trong tay cơ quan điều tra, chưa đến khâu chuyển giao cho tòa án. Thật kỳ lạ, không ai hiểu nổi vì sao thẩm phán lại tham gia khâu điều tra cùng với cơ quan công an. Điều này rõ ràng vi phạm trắng trợn vào sự độc lập của cơ quan điều tra. Thứ nhất là tiến sĩ luật, học luật mà ông này có những phát ngôn được coi là ngớ ngẩn khi đảm nhiệm chức danh đại biểu Quốc hội khóa 13. Ai cũng nhớ, hồi còn làm đại biểu Quốc hội, ông Đương được gọi là tiến sĩ rau muống, ông nghị rau muống. Khi phát biểu tại nghị trường, ông ta đã không lừa được cử tri thành phố Hồ Chí Minh trong lần tái cử của khóa 14 và không thể làm đại diện cho cử tri của thành phố có tỷ lệ dân trí cao thuộc loại bậc nhất ở nước ta. Những lý lẽ lập luận của ông Đương lập lại, tức là không một chút sáng tạo luận điệu của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao và báo cáo của ông Nguyễn Hòa Bình, chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao ở kỳ họp thứ 9 của Quốc hội đang diễn ra. Điều thứ ba là những điểm mờ trong quá trình tố tụng của vụ án Hồ Duy Hải suốt 12 năm qua do chưa được làm sáng tỏ nên vụ án chưa thể kết thúc. Đó là lý do tại sao dư luận phẫn nộ và các đại biểu Quốc hội phải lên tiếng để bảo vệ sự nghiêm minh của pháp luật. Ông Đương chỉ là nhân danh cá nhân lại nhai lại những luận điệu không mới và chính những điều này đang là những nghi vấn nổi cộm từ những sai phạm nghiêm trọng trong tố tụng. Do vậy, tiếng nói của ông không thể chấp nhận được. Và thứ tư là bằng văn bản của mình, ông Đương đã tự đặt cho mình vào cương vị của người nhận dạng tội phạm. Đây là một điều vô cùng hoang tưởng mang tên tiến sĩ Đỗ Văn Đương. Với các luận điểm của tiến sĩ Đương đưa ra, liệu ông Đương đã quên mình có học luật, quên mình đang làm ở một cơ quan nêu các ý chí nguyện vọng của người dân? Facebook Hải Trần đã đưa ra ý kiến cho rằng có âm mưu can thiệp vào hồ sơ vụ án cụ thể như sau. Những chứng cứ mà nhóm nhà báo Trương Châu Hữu Danh công bố trong những ngày qua đã đủ căn cứ để khởi tố vụ án xâm phạm hoạt động tư pháp tại Công an Long An. Và những chứng cứ mà nhóm phóng viên này thu thập được đã cho thấy có bàn tay cố tình can thiệp vào hồ sơ điều tra. Nếu như ngay lúc này Cục Điều tra Hình sự của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao khởi tố vụ án cố ý làm sai lệch hồ sơ vụ án tại cơ quan điều tra Công an Long An, thì có lẽ sẽ không cần đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội ra nghị quyết tái thẩm vụ án Hồ Duy Hải. Và vì sao lại như vậy? Bởi khi khởi tố các điều tra viên thuộc cơ quan điều tra Long An tội làm sai lệch hồ sơ vụ án Hồ Duy Hải thì mọi chuyện sẽ vỡ ra rõ ràng nhất. Nhiều câu hỏi sẽ có câu trả lời như Hồ Duy Hải có liên quan đến vụ án hay không, hoặc là thủ phạm thật sự của vụ án đã bị bắt hay đang ngoài vòng pháp luật, rồi động cơ mục đích làm sai lệch hồ sơ là gì. Vì lẽ đó, trong lúc này rất cần có một vụ án mới được khởi tố hơn là chờ đợi tái thẩm một vụ án đã cũ 13 năm. Đây là hình ảnh, bản ảnh thực nghiệm điều tra Hồ Duy Hải đang lục ngăn bàn để cướp tài sản. Thế nhưng, các dấu vân tay tại hiện trường hoàn toàn không phải là của Hồ Duy Hải. Facebook Lê Thế Thắng có bài viết như sau: hé lộ âm mưu từ 12 năm trước trong vụ Hồ Duy Hải. Sau khi Hồ Duy Hải bất ngờ bị bắt vào hôm 21 tháng 3 năm 2008, gia đình Hải mới lật đật đi tìm luật sư. Theo mẹ Hải, bà Nguyễn Thị Loan, cả gia đình hoàn toàn không biết Hải liên quan tới vụ việc gì, vì sao mà bị bắt. Theo lời dì út của Hải, thời ấy gần nhà Hồ Duy Hải có một phụ nữ tên là Lan, không chồng. Bà Lan thời điểm đó chuyển về thành phố Tân An, chỉ còn mẹ của bà Lan ở nhà. Bao nhiêu năm trước đó chẳng quan ngại gì, bỗng nhiên vụ án xảy ra và bà Lan về ghé thăm hỏi liên tục. Bà Lan đã dì tai mẹ và dì của Hồ Duy Hải rằng: tôi mơ thấy rằng Hải nó cứ kêu dì Lan ơi cứu con, chỉ có dì mới cứu được con, gia đình tôi lo để tôi đi kiếm luật sư cho. Giữa cơn hoảng loạn, gia đình Hồ Duy Hải tin và răm rắp làm theo. Bà Lan dẫn mẹ và Hồ Duy Hải tới nhà ông Võ Thành Quyết. Ông Quyết là luật sư, nguyên là thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An. Theo tư vấn của bà Lan, gia đình Hồ Duy Hải đã đồng ý chọn luật sư Quyết, bác bỏ các phương án liên hệ với các luật sư đã có từ trước.
Một thời gian sau, gia đình Hồ Duy Hải cảm nhận được sự bất thường bởi luật sư Quyết cùng bà Lan đã dẫn dụ gia đình theo hướng chấp nhận việc Hải có tội. Người nhà tử tù của Duy Hải đã kể như vậy. Một lần, bà Lan đã dẫn dì và mẹ Hồ Duy Hải đến tìm đến nhà nạn nhân thăm hỏi. Gia đình Hải đồng ý tới tâm niệm đến để chia sẻ bớt nỗi đau và cố gửi thông điệp tới họ rằng đừng vội nghĩ con hoặc cháu chúng tôi là kẻ thủ ác. Tiếp đó, theo sự khuyên nhủ của bà Lan, dì của Hồ Duy Hải cho biết bà nghĩ đơn giản rằng gia đình nạn nhân như báo chí đưa tin là nghèo khó, nay gặp nỗi đau quá lớn, đã chia sẻ với họ một khoản tiền. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Thị Loan, mẹ của Hồ Duy Hải, với lá đơn đề nghị tái thẩm vụ án vì những tình nghi và tình tiết mới phát hiện sau 13 năm. Thế rồi, báo VTC News không hiểu vì sao lại bị đặt thêm thắt rằng gia đình mang tiền đến phúng điếu, đám tang, xin tha thứ, trong khi phải hơn 2 tháng sau đám tang, công an mới bắt tạm giam Hồ Duy Hải. Bà Len, dì ruột của Hồ Duy Hải đã kể như vậy. Với rất nhiều bất thường như đã nêu, gia đình Hồ Duy Hải đã âm thầm mời luật sư khác là luật sư Nguyễn Văn Đạt để thay thế luật sư Quyết. Ông Quyết trở thành luật sư chỉ định và Hồ Duy Hải bị cáo có tới 2 luật sư. Và éo le là luật sư Đạt rất hiếm khi được gặp Hải. Ông cũng không bao giờ được chứng kiến lấy cung, bị án. Tới việc này chỉ có ông Quyết được tham gia. Trong những lần hiếm hoi được gặp Hải, ông kể Hải không hé răng nói nửa lời. Cho đến tới lần cuối cùng được gặp, ông Đạt Hải, nếu không nói thì cháu sẽ chết mà không ai cứu được. Hải khóc và nói thảm thiết, luật sư ơi, cứu con bị oan, con không giết người. Hải ngay lập tức quằn quại trước mặt luật sư Đạt như có cái gì đó dày vò. Luật sư Đạt nói với gia đình rằng ông chưa từng thấy ai đau đớn kiểu như thế. Và ngày ra tòa, luật sư Quyết trong vai trò luật sư chỉ định đã luôn hướng định bị án nhận tội, xin khoan hồng trước sự ngỡ ngàng của luật sư Đạt. Luật sư Đạt nói, đại ý, tôi không thể nghĩ trên đời lại có luật sư hướng thân chủ của mình thành có tội kiểu như vậy. Tòa thì tài tình hơn đã xử kín. Luật sư Quyết thì nói tòa bật loa cho bên ngoài nghe. Luật sư Đạt thì bảo vệ tắt loa đi, người dân địa phương chẳng nghe biết gì về bên trong cả. Luật sư Quyết nguyên là thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Long An, là sếp cũ của ông Tiến, thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra đương nhiệm thời điểm đó, đồng thời là trưởng ban chuyên án. Bà Lan, theo lời của dì ruột Hồ Duy Hải, sau này có đồn đoán rằng bà là người tình của ông Tiến, trưởng ban chuyên án. Hai ông Quyết Tiến này đều đã qua đời. Ông Tiến chết trẻ từ năm 2012 khi đang khỏe mạnh, còn ông Quyết chết vào năm 2019 chưa rõ lý do. Bà Lan ở đâu vào giờ này cũng chẳng ai biết. Còn vụ án Hồ Duy Hải đang đứng trước ngã rẽ do những tình tiết mới được phát lộ. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Bảy ngày 20 tháng 6 năm 2020 với bản tin vụ Hồ Duy Hải, ông Nghị do muống cố tình bênh vực cho Nguyễn Hòa Bình. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.